Từ khi dịch bùng phát lại vào ngày 10 tháng 7 cho đến nay, ngành y tế thành phố đã phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết và kịp thời cách ly tập trung hơn 6.100 trường hợp F1. Ngoài 7 cơ sở y tế, hiện nay các quận huyện đã kích hoạt 38 khu cách ly tập trung, hiện đang cách ly gần 2.600 F1 và nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đến nay, quận Liên Chiểu cũng đã cơ bản hoàn thành việc di chuyển các trường hợp F1 đang cách ly tại khu ký túc xá phía Tây thành phố đến địa điểm mới để bàn giao cho Sở Y tế, tiếp tục thi công các giai đoạn tiếp theo của bệnh viện dã chiến quá quy mô 1.700 giường bệnh tại đây. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ triển khai cách ly F1 tại nhà, thí điểm tại quận Ngũ Hành Sơn.